Là một trong những gương mặt tiềm năng hàng đầu của làng phim Hoa ngữ, mọi động thái của Dương Tử luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Vào tối ngày 1 tháng 10 mới đây, người đẹp Bắc Kinh trở thành tâm điểm mạng xã hội khi xuất hiện đầy cuốn hút tại show trình diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè của nhà mốt Valentino thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris. Lần xuất hiện này, nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài tinh giản thanh lịch nhưng không kém phần bắt mắt. Diện mạo cô nàng được phủ kín bằng những item mới toanh của nhà Valentino với áo sơ mi trắng form rộng, cà vạt len phối lụa, túi xách bàn nhỏ. Không chỉ ghi điểm với gu thời trang thăng hạng tại châu Âu mà thân sắc của Dương Tử cũng được netizen hết lời khen ngợi. Xuất hiện bên ngoài khán phòng, sao nữ 9X gây thương nhớ với vẻ ngoài thanh tú cực xanh điệu khi thả dáng trước ống kính truyền thông quốc tế. Đặc biệt thì khoảnh khắc trong khung hình cùng nam tài tử phim Người Nhện Andrew Garfield chỉ sau ít phút được công bố đã được cộng đồng mạng xứ Trung thi nhau chia sẻ. Trong ảnh thì nam thần nước Anh lộ diện đầy lịch lãm với áo lụa tông nâu, quần Âu phối cùng khoác vest form dài, điểm sắc hồng nổi bật. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đều không ngừng tấm tắc khen ngợi visual bộ đôi diễn viên Andrew Garfield và Dương Tử. Thân sắc của cả hai trong sự kiện này được cộng đồng mạng nhận xét là không quá khác biệt so với khi lên sóng, vô cùng rạng rỡ và cuốn hút. Bên cạnh đó thì tổng biên tập chuyên trang thời trang và sắc đẹp cũng chia sẻ kỷ niệm khi gặp gỡ trực tiếp Dương Tử tại show trình diễn thương hiệu nước Ý. Trên trang cá nhân, cô cho biết đã bắt gặp nữ diễn viên trong trạng thái rất tốt khi đến dự sàn diễn thời trang. Đoạn ghi hình hoàn toàn được quay bằng camera thường chưa qua chỉnh sửa. Trong khi đó, diện mạo của Cung Tuấn tại Paris Fashion Week cũng đang nhận được nhiều lời khen có cánh từ công chúng. Là một trong những sao nam showbiz đang hot hit nhất hiện nay, sự xuất hiện của Cung Tuấn tại Paris Fashion Week đã nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Mỹ nam đình đám đã có mặt tại show diễn của thương hiệu Elie Sharp thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, nổi bật tại hàng ghế Fan Row và được đông đảo giới truyền thông săn đón. Xuất hiện tại show diễn, Cung Tuấn đốn tim người hâm mộ với phi xuồng lịch lãm điển trai trong trang phục Aquature Thu Đông 2023 của Elie Sharp. Với trang phục on back kết hợp cùng mẫu áo choàng dài họa tiết, ngôi sao Xuân Hà Lệnh thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo đầy quyền lực và ấn tượng. Không những thế, anh chàng còn sáng bật trong mọi khung hình với gương mặt nam tính góc cạnh cùng thần thái cuốn hút. Tuy nhiên thì dù hoàn hảo là vậy nhưng Cung Tuấn vẫn chưa thể thoát pressing trước hung thần Getty Images. Cụ thể, nam diễn viên vẫn khiến dân tình trầm trồ với visual đỉnh của chóp cùng làn da mịn màng khi chụp cận mặt. Nhưng đối với hình cả người, anh chàng bị dìm dáng đáng kể. Nhiều người không khỏi bật cười cho rằng dù sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 nhưng nam thần Cibit trông vẫn một mẫu dưới ống kính của hung thần. Bên cạnh đó thì Cung Tuấn cũng bị mất điểm vì đánh màu môi hơi đậm khiến diện mạo trở nên kém tự nhiên. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.